xà lan biển này cái mũi rất là cao luôn nha. Hai chiếc xác gịch luôn nha các bạn. Hiện tại nước chảy cũng khá là mạnh ha. Wow, chiếc vỏ lãi bên kia. Ở phía sau còn thêm một chiếc xà lan nữa nha. Trời trời trời, ở đây thấy ghê vậy. Chiếc vỏ lãi bên kia. Trời ơi. Lên khói luôn các bạn ơi. Quá trời ơi, các bạn ơi, bữa nay ghe đông quá đông mà. Quá lấy trời ơi. Cái nhà thôi. Wow, cái cua quá là đẹp luôn nha các bạn. Nó làm gì nó kẹt cứng luôn rồi kìa. Tiếp theo là chiếc xà lan nổi này nữa các bạn. Trời, có hai ba người canh mũi luôn nha các bạn. Đang tăng tốc chạy qua khúc cua luôn ha. Tới ba người canh mũi luôn nha các bạn. Kiên Giang nha các bạn, đóng năm 2016 nha.
tiếp theo là chiếc xà lan biển ha. Rồi, quá trời cũ rồi. Đang chạy qua cua cua nha. Chú đang đứng ở trên canh đường nha. Quá trời xét luôn. Chiếc này mà lên đài sơn lại cũng tốn rất là khá nhiều tiền nha các bạn. Này cũng rất là bự ra. Rồi anh ghe cây đang lấy vô bên phải lại nha các bạn. Ở dưới có chiếc cao tốc nữa nè. Cao tốc này là anh thấy mà chống chống là anh phóng lên dữ lắm nha. Tiếp theo là một chiếc xà lan nữa nha. Chiếc này cũng rất là bự nha. Cũng là xà lan biển nha các bạn. Cái mũi rất là cao nha. Cái này phú. Cái này vàng quá.
sau có chiếc ghe bầu nữa. Chiếc xà lan này cũng nhỏ nha các bạn, tầm khoảng 300 tấn nha. Xà lan biển đang qua cua nha.